Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kiểm tra thường xuyên công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, địa điểm kho hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, những cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, phối hợp với Sở Công Thương trong việc quản lý cấp phép kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ, kịp thời đình chỉ kinh doanh không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, chỉ đạo di dời ngay các trạm xăng, kho xăng dầu hóa chất, cửa hàng xăng dầu hóa chất ở những địa điểm không đảm bảo quy định ra ngoài theo quy hoạch đã được phê duyệt. Yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát các cửa hàng xăng dầu đang quản lý, điều chỉnh chức năng chỉ thực hiện cấp phát xăng dầu cho các đơn vị quân đội, hạn chế việc bán lẻ xăng dầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo rà soát kiểm tra các trạm bán xăng dầu và có văn bản kiến nghị đình chỉ di dời ngay các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng gần sát các khu dân cư, cơ sở sản xuất.